Alo, chào các bạn. Như các bạn cũng biết ấy, là sắp tới chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ lễ Tết. Thì đâu đó nó sẽ có khoảng là có thể là chúng ta sẽ nghỉ 1 tuần hoặc là 2 tuần. Thì đối với những bạn xa nhà hoặc chúng ta đi du lịch, đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ không có thời gian chăm sóc cho chiếc hồ thủy sinh của mình. Và mình tin chắc chắn một điều là sẽ không có ai muốn là một chiếc hồ đang xinh đẹp mà sau khi ăn Tết rồi lại thành một chiếc hồ thấy ghê. Thì đó là lý do mà ở tập này mình sẽ chia sẻ tới các bạn 9 điều để mà chăm sóc một chiếc hồ thủy sinh trước khi chúng ta nghỉ lễ Tết, và sau đó thì chiếc hồ của bạn nó vẫn sẽ ở mức độ nào đó và nó vẫn còn rất là đẹp và hạn chế được những cái rủi ro mà các bạn sẽ gặp phải. Ok, ngoài ra thì những cái kinh nghiệm này, chính cái điều này nó sẽ là những cái việc mà nên làm hoặc là không nên làm mà mình đúc kết được từ những kinh nghiệm cũng như trải nghiệm của mình. Các bạn cũng có thể áp dụng được trong những dịp mà các bạn đi công tác hoặc là các bạn bận một công việc gì đó, các bạn không có thời gian chăm sóc một chiếc hồ hơn 1 tuần thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được. Ok ha, thì clip này nó cũng hơi dài đó, và việc thôi các bạn ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc thủy sinh 8 m². Điều thứ nhất, trang bị hệ thống tự cấp nước tự động. Ở đây này các bạn. Thì với hệ thống tự cấp nước tự động sẽ bổ sung lượng nước bị hao hụt trong hồ thủy sinh, và đây là điều cực kỳ quan trọng. Lý do, bạn cứ hình dung hồ này của mình á, là mỗi một ngày cái lượng nước bị hao hụt đâu đó là khoảng 1,5 lít. Thì khi mà mình đi vắng 2 tuần đi thì là 14 ngày sẽ đâu đó là 21 lít. Và 21 lít sẽ tương đương với 1/4 của chiếc hồ này. Thì các bạn hình dung là cái lượng nước hao hụt nó sẽ ở mức này. Nó sẽ ở mức này. Và khi cái lượng nước hao hụt như vậy mà chúng ta không bổ sung lượng nước thêm vào, cái đầu tiên mà bạn thấy được đó chính là cái lọc ván của chúng ta sẽ bị hư. Nó bị cháy máy bơm luôn các bạn. Tại vì không có lượng nước vào thì lâu ngày nó cháy, cái bơm nó hoạt động thì nó sẽ bị cháy máy bơm. Và cái điều thứ hai ấy là cái đầu ao này nè, khi mà lượng nước bị hao hụt nó sẽ tạo thành cái dòng đổ xuống và sẽ làm cho cây cối bị đổ sạp, hoặc là nếu mà bạn có layout hoặc là nền cao thì sẽ bị tốc nền và bị hư layout. Thì đó là một trong hai cái nguyên nhân, hai cái thiệt hại mà đập vào mắt chúng ta ngay lập tức chúng ta thấy được khi mà lượng nước bị hao hụt. Đấy. Ở đây như bạn đang thấy thì 8 m² đang sử dụng là phao chậm nước tự động, tức là nói sơ qua chút về cái nguyên lý này ha. Thì tức là cái phao này nè các bạn, khi mà ở đây là cái phao này đang khóa, thì khi mà cái lượng nước nó bị hụt xuống thì tức là đồng nghĩa với cái việc là cái phao này nó sẽ hạ xuống, thì cái nước này nó sẽ chạy ra, nó cấp nước vào trong hồ của bạn. Còn khi mà cái nước nó đầy lên thì tức là cái phao nó nổi lên, nó sẽ khóa cái dòng lại ha. Thì rất là dễ hiểu thôi. Thì đây là một trong những cách mà 8 m² đang sử dụng. Nếu mà bạn cũng thích cái cách này, bạn có thể tham khảo thêm ở kênh Shopee của 8 m² ha. Để mình khóa này lại đã. Rồi, ok. Và đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, kiểm tra và bơm bình CO2. Về khí CO2 thì chắc là không cần mình phải nói thêm nữa, các bạn cũng hiểu được tầm quan trọng của khí CO2 với hồ thủy sinh như thế nào rồi ha. Và mình đảm bảo luôn là những hồ mà đang sử dụng khí CO2 mà đột ngột cái hết khí CO2 và chúng ta không bơm được trong 1 2 ngày tới thì hồ của bạn sẽ vỡ trận liền, mất cân bằng liền và sẽ có gặp rất là nhiều vấn đề. Vậy thì làm sao để chúng ta biết được khi nào chúng ta nên bơm khí CO2? Đây là một mẹo mình muốn chia sẻ tới các bạn. Các bạn để ý là trên một cái van, các bạn để ý ở cái van đồng hồ bình của các bạn á, dù là van cơ hay là van điện, nó sẽ đều có một cái đồng hồ đo cái lượng áp suất trong bình. Thì khi mà cái kim nó chỉ xuống dưới 500 MPa, tức là hồ của bạn đã hết khí rồi, nó gần như hết khí rồi bạn, và nó sẽ chỉ chạy được trong vòng từ vài ngày cho đến 1 2 tuần thôi, tùy theo cái nhu cầu khí mà bạn sử dụng ở cái bình đó. Và dưới cái con số này thường là mình đem đi bơm luôn và chúng ta không cần phải tiếc cái số khí còn lại, tại vì nó không còn nhiều đâu. Ok, đó là mẹo mà mình muốn chia sẻ tới các bạn về việc kiểm tra và bơm khí CO2 ở điều thứ hai. Điều số 3, thay nước hút cặn nền trước khi đi. Có lẽ cũng không có gì quá khó hiểu khi mà mình khuyên các bạn nên làm cái việc mà thay nước hút cặn nền trước khi đi này, đúng không ạ? Việc mà chúng ta thay nước cũng như là hút
hút cặn nền trước khi đi là một trong những cái việc mà chúng ta giúp làm sạch cái môi trường nước của hồ, để cho trong vòng 1 cho đến 2 tuần tới mà chúng ta không có ở nhà để thay nước thì cái chất lượng nước nó cũng sẽ không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Điều thứ tư, không nên vệ sinh lọc trước khi đi. Cái việc mà chúng ta vệ sinh lọc nó không phải là vấn đề đâu các bạn. Cái chính là chúng ta đang vô tình làm yếu đi hệ vi sinh, và như mình đã nói ở rất nhiều clip trước đây cũng như là những bài chia sẻ trên fanpage của 8 mét vuông, hệ vi sinh là gốc rễ, là nền móng của cả hồ thủy sinh của bạn. Khi mà hệ vi sinh có vấn đề, nó sẽ giống như là một hiệu ứng domino vậy các bạn, mọi thứ sẽ mất cân bằng và hàng loạt những cái xấu sẽ đến với hồ của bạn. Cho nên tin mình, nếu bạn không phải là một người chơi có kinh nghiệm thì đừng nên vệ sinh lọc trước khi đi. Cái việc mà bạn vệ sinh lọc này hoàn toàn có thể làm sau khi mà chúng ta quay trở lại với chiếc hồ của mình. Việc thứ năm, không châm dồn phun nước trước khi đi. Đây là một cái lời khuyên không nên làm dành cho những hồ đang bổ sung dinh dưỡng bằng phun nước. Thật ra ấy, cái này là một cái sai lầm của mình. Tại vì mình đã từng có suy nghĩ rằng là khi mà mình đi vắng 2 tuần thì cái mình tính tổng cái lượng phân nước mà mình cần bổ sung trong 2 tuần đó, và mình bổ sung một lần trước khi mình đi, và hậu quả là tất cả các cây trong hồ của cái hồ đó của mình bị rửa hết. Để mà giải thích đó, thì có một cái ví dụ nó minh họa, nó rất là dễ hiểu, các bạn cứ hình dung nha. Có một chai rượu 1 lít và các bạn uống trong vòng 2 tiếng đồng hồ, và bạn uống một hơi một hết chai rượu 1 lít đó, thì các bạn cũng nghĩ, các bạn cũng hình dung được hậu quả rồi ha. Việc thứ sáu cũng là một việc mà dành cho các hồ có bổ sung dinh dưỡng bằng phân nước, tức là các bạn giảm ánh sáng lại. Tại sao? Tại vì khi mà bạn đi xa, tức là bạn không có bổ sung dinh dưỡng, đồng nghĩa với việc là cây bạn, hồ của bạn là có ít dưỡng, thì các bạn phải cần ít sáng. Nếu như mà dư sáng thì mình nghĩ là sẽ có rất nhiều, đã từng gặp những trường hợp dư sáng là các bạn sẽ gặp tảo và rêu hại xuất hiện trong hồ của bạn, và nó sẽ kéo dài một khoảng thời gian dài mà chúng ta không có bổ sung dinh dưỡng. Như vậy, cùng với việc dư sáng thì chúng sẽ phát triển rất là mạnh và sẽ lấn áp hết cây trồng của bạn, và khi mà bạn quay lại thì cái hồ của bạn nó sẽ toàn là rêu hại không thôi. Thì đó là lý do mà bạn nên giảm ánh sáng, và tùy theo mức độ nhu cầu mà hồ của bạn bổ sung dinh dưỡng, bạn cân nhắc tới việc giảm từ 10 cho đến 30% ánh sáng. Ví dụ, hồ bạn bổ sung dinh dưỡng bằng phân nước 100% thì bạn giảm sáng 30%. Bạn hình dung ý mình ha. Còn khi mà bạn giảm sáng á, là bạn nhớ chúng ta không giảm cái rụp liệt. Tại vì có rất nhiều cây nhạy cảm với ánh sáng, điển hình là cây chân châu một chai. Bạn giảm cái rụp liệt, xui với bạn luôn là 10 trường hợp thì đã hết 8 trường hợp là cây chân châu một chai đã bị rửa rồi, và còn nhiều cây khác nữa. Thì cho nên bạn nên chia nhỏ ra. Ví dụ bạn giảm 30% đi, thì bạn chia ra thành 3 lần. Lần đầu tiên bạn giảm 10% và bạn giảm cách ngày, cách 5 ngày. Tức là lần đầu tiên bạn giảm 10%, lần thứ hai bạn giảm sau 5 ngày bạn giảm 20%, và sau 5 ngày bạn giảm 30%. Đó là việc thứ 6. Điều số 7, bạn tránh cắt tỉa hàng loạt cây trước khi đi, đặc biệt là với các hồ trồng chủ đạo các dòng cây cách cắm. Khoảng thời gian từ 3 cho đến 5 ngày sau khi bạn cắt tỉa cây là lúc mà cây cần bạn nhất. Bạn sẽ cần phải quan sát để mà chăm sóc trong quá trình cây phục hồi. Bên cạnh đó, một số dòng cây khi mà bị cắt tỉa như vậy, cây sẽ tiết ra những cái chất cũng như là sự cảm nhiễm trong hồ, ảnh hưởng đến các dòng cây khác cũng như là cả hồ thủy sinh. Đó là lý do mà có rất nhiều lời khuyên bạn là sau khi cắt tỉa cây nên thay nước là vậy. Tóm gọn lại là bạn tránh, đừng nên cắt tỉa cây trước khi đi. Điều thứ 8, không nên thả quá nhiều cá tép. Nhóm đầu tiên không thích bạn làm việc này, đó là hệ vi sinh. Một lượng lớn cá tép thả vào trong hồ đồng nghĩa với việc chất thải trong hồ tăng đột biến, và hệ vi sinh của bạn sẽ xử lý không có kịp, thành ra chúng sẽ bị quá tải. Còn cái việc thứ hai là lỡ mà trong cái lượng cá tép mà thả vào trong hồ mà bị ngụm, một hai em thì không sao, nhiều em bị ngụm mà bạn không vớt ra thì chất lượng nước của bạn sẽ đi xuống và chúng sẽ rất là dơ, và dẫn đến rất là nhiều cái vấn đề tiêu cực tới hồ của bạn. Sau vài ngày thôi, vị khách đầu tiên không mời bạn gặp đó là tảo nâu rồi, và rất nhiều vị khách nữa mà bạn không muốn gặp tí nào.
Đó là lý do mà mình khuyến khích bạn không nên thả quá nhiều cá tép trước khi đi là vậy. Điều số 9 là về vấn đề cho cá và tép ăn. Ở điều này mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm là chính thôi, chứ không hẳn là một cái lời khuyên nên làm hoặc là không nên làm. Về tép ấy thì bạn không cần phải lo cho chúng đâu. Ở trong một hồ thủy sinh đúng nghĩa thì tép có rất là nhiều nguồn thức ăn. Chúng ta hoàn toàn không cần quan tâm chúng trong một tháng cũng không ảnh hưởng gì cả. Còn cá, nếu hồ bạn là nuôi những dòng cá nhỏ giống như là 8m² đang nuôi, chẳng hạn như là cá Amber Tetra, cá trâm Galaxy, hoặc là cá neon vua, neon đen, cá chuột Big Mi, cá Otto, đại khái là những dòng cá nhỏ thôi, thì trong 2 tuần bạn không cần phải cho chúng ăn vẫn không sao cả. Chúng sẽ có cách để kiếm được những nguồn thức ăn ở trong hồ thủy sinh. Nhưng với những dòng cá lớn hơn, chẳng hạn như là cá sóc đậu đỏ, cá tinh lửa, cá cầu vồng, vân vân, đại khái là những dòng cá lớn hơn những dòng cá nhỏ mà mình vừa liệt kê ở trên á, thì bạn phải trang bị cái máy cho cá ăn tự động. Tại vì cái thức ăn mà chúng tìm được trong hồ thủy sinh á, nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều so với những dòng cá nhỏ, và bạn buộc phải có một cái máy cho cá ăn tự động thôi. Và đó là chính điều mà mình muốn chia sẻ tới các bạn ở clip này, khi mà chúng ta đi xa không có thời gian chăm sóc chiếc hồ của mình hơn một tuần. Nếu như mà bạn cũng có những kinh nghiệm khi mà các bạn đi xa ấy, ngoài chính cái điều trên, thì rất hy vọng các bạn cũng chia sẻ tới các bạn khác bằng cách là để lại ở phần bình luận của clip này hen. Còn giờ thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở clip khác. Nhớ nhấn like và share ủng hộ 8m² hen. Xin cảm ơn.